Tối hôm nay thì mình về đi làm về cũng khá là muộn. Thành ra hiện nay bây giờ cũng tầm khoảng 7 giờ hơn 7 giờ rồi. Đấy, mình đã mua cá về cho các bạn ạ. Đây, mình giới thiệu qua với các bạn tí đó. Ở đây là cái loài cá bảy màu, có cái loài phun côn trong các bạn ạ. Đó. Mình mua đây thì họ đã bơm oxy vào cho rồi. Thì ở đây thì cái con này các bạn này, mình mua một con như thế này là một con 15.000. Mình cũng biết mình mua giá nó có đắt không đó. Còn tiếp đây nữa, mình mua cái con nhiều màu, và cái là có cái loài phun gôn này là mình mua tổng là 15 con, mỗi con 15.000, mỗi con 15.000 đồng đấy. Đây, ở đây nữa, đây có một túi đựng riêng nữa, con này khá là nhiều màu đó. Đó là cái loài này là 15 con nhá. Cái loài này là mình mua 15 con. Cái bọc này là mình mua tổng là 15 con. À, tổng là 15 con, mỗi con 15.000 đấy. Cá bảy màu. Đây giống cá bảy màu các bạn nhá. Con ở đây nữa. Ở đây thì mình mua số lượng nhiều hơn các bạn này. Cái giống này thì cá bảy màu, nhưng mà cái loài này thì rẻ hơn. Đấy, con này, như con này mình mua thì một con có 5.000 đồng thôi. Ở đấy thì mình mua tổng thể là 30 con, trong đó là có 15 trống, 15 mái, tổng 30 con. Đấy. Ở đấy thì mua về thì họ cũng bơm oxy đầy đủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ là dùng cái silicone để bịt cái lồ này các bạn. Đó. Đó, cái lồ này là cái lồ trước đấy để muối nước mắm đấy. Nó thông ở trong này. Ở bên này nữa. Ở chỗ này nữa, đó. Hai cái lỗ này bây giờ mình phải dùng silicone lại để bịt hai cái lỗ này trước khi thả cá. Bây giờ mình sẽ làm một quy trình để bịt hai cái lỗ lại các bạn nhé. Mình đã chuẩn bị silicone rồi. Ở đấy thì mình đã dán sóng silicone cả hai cái chùm này các bạn nhé. Đấy, ở bên này mình cũng đã dán sóng rồi đó. Tuy nhiên cái thời gian để mà cái silicone này nó chết thì tối thiểu cũng phải là một buổi, cũng có khi phải lên đến 2 ngày. Đây là phía bên ngoài các bạn này. Đấy, ở bên này nữa đó. Thành ra là mình cũng phải chờ thôi, buộc phải chờ khoảng đến buổi sáng mai mình dậy đi làm thì mình sẽ là xuống thả cá đó. Ở trong này cơ bản đây, đây là hai cái chúng mình đã chuẩn bị xong rồi. Còn bây giờ cá mình mua về thì bây giờ không thể thả được thì mình sẽ thả tạm vào đây các bạn ạ. Đó, mình cũng bỏ vào đây để cho nó thích nghi với cái nước của mình, nước giếng các bạn. Đây, mình lấy nước giếng của mình luôn, mình bỏ vào trong cái chậu này để cho nó thích nghi. Rồi sáng mai là mình múc cái nước giếng này vào thêm tí nữa, là mình ngâm thêm khoảng 15 phút gì đấy, là mình sẽ bỏ vào trong cái hai cái chúng này. Đấy, hy vọng sau này thì sinh sản được nhiều. Đấy, hy vọng sau này cá này sinh sản được nhiều. Đây, có bạn nhỏ nào có nhu cầu ấy, ai có nhu cầu đến đấy thì xin thì mình sẽ cho. Đấy, còn bây giờ thì mình phải chờ đến sáng mai. Sáng mai mình sẽ xuống thái được một lần nữa. Đấy, ở đây thì mình đã để cá ở lên cái bàn ở phía trước chỗ trước nhà mình các bạn nhé. Đấy, mình lấy cái mâm này để mình úp lên trên đấy. Đấy, để thêm cái đá nữa, dăn cá ở dưới đi các bạn ạ. Đó,
Đó, bây giờ lấy cái mâm này úp lại, lấy viên đá này đè lên để tránh tối mèo mèo hoang. Các bạn ở quê mình mèo nhiều lắm, nhảy vào nó ăn cá của mình ấy, mất công chở từ trong thành phố Hà Tĩnh về. Bây giờ thì yên tâm đây, bây giờ mình sẽ tranh thủ soạn sửa một số việc gia đình để rồi là cũng nghỉ ngơi, sáng mai đi làm các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong ngày mai. À, hiện nay thì đã 6 giờ sáng rồi, hiện nay trời đang mưa. Bây giờ mình cũng xuống kiểm tra xem là hiện nay cái chỗ dán silicone này được khô chưa. Đấy, tối qua là mình có lấy cỏ lấy ni lông che lại các bạn ạ. Đó. Kiểm tra xem nào. Cũng tạm tạm được các bạn ạ. Cũng tạm được. Bên này nữa. Bên này thì cũng cơ bản các bạn. Nói chung là về lớp ngoài cũng nó đã khô đấy. Cái silicone nó mềm lắm. Này mình kiểm tra sơ bộ thì cá vẫn đang sống tốt cả các bạn ạ. Đấy. Qua một đêm thì cá vẫn đang sống tốt. Bây giờ mình sẽ ngâm vào đây. Ngâm vào đây khoảng 10 phút trước khi thả. Đó, bởi vì cái nước giếng của mình nó ẩm hơn các bạn ạ. Tìm được trong cái chậu này rất là lạnh. Mình sẽ ngâm vào đây khoảng 10 phút thì mình sẽ thả nhé. Đấy. Mình xem nào, đúng rồi. Hai cái này là ở một chậu, hai cái này có một loại này 15 ngàn này. Trong cái chậu này là loại cá 15 ngàn, chậu xanh vàng này. Còn ở đây là loại cá này là loại cá 5 ngàn một con. Đấy, mình sẽ cho sang chậu bên này. Đó. Mình sẽ ngâm khoảng 10 phút hoặc 15 phút gì đó để rồi cá nó thích nghi với cái nước này mình sẽ thả ra. Trước khi thả cá thì mình sẽ bỏ cái chế phẩm này vào các bạn nhé. Đấy. Cái này thì để mình mở ra các bạn xem. Cái này thì một cái nắp của nó các bạn này. Mình thấy đọc ở trong này thì một nắp của nó là được 100 đến 200 lít nước. Thì cái này thì của mình thì được có rất là ít thôi. Cái này có lẽ gần được khoảng 30-40 lít thôi nhá, mình bỏ một xíu thôi. Đấy. Mình bỏ một xíu thôi. Đó, mình bỏ một xíu thế này thôi. Một xíu thế này để vào trong cái bể trước khi mình thả cá. Nó thì có rất nhiều tác dụng mà các bạn ạ. Tăng oxy cho nước. Rồi là tạo ra các cái vi khuẩn có lợi nhiều thứ lắm. Rồi phân hủy mọi thứ ở trong cái cái nước khi mà cá nó thải ra đấy. Nhiều lắm, nhiều tác dụng lắm. Đấy. Từ giờ thì mình đổ lại vào đây. Đó. Đấy, sau khi ngâm cá được khoảng 15 phút thì bây giờ mình sẽ tiến hành thả cá ra các bạn nhé. Đây. Đây. Bây giờ nước nó đang quen rồi, thành ra là mình thả vào thôi. Đây. Đây, cá này các bạn. Đây là cá bảy màu phun gốn đấy. Đấy, mình bỏ vào luôn. Đó. Đây các bạn. Đấy, cá bây giờ khá mà sống khỏe các bạn ạ. Cơ bản sống khỏe. Qua giờ mình đưa về mình chế cho ăn. Đấy. Cá này các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cá ăn nhé. Cái thức ăn này mình cũng mua sẵn về này. Ở đây mình mua một lò nhỏ nhỏ ấy là 40.000. Bây giờ mình sẽ cho cá ăn nhé. Mà cái lò này nó bảo, thầy họ bảo là một lò này có thể cho ăn trong 2 tháng. Mình nghỉ. Mình có tới không ạ? Đấy. Đó. Ồ, nó lên ăn lên các bạn ạ. Bên này nữa. Đấy. Đó. Tối qua về giờ chưa được ăn. Bây giờ cho ăn đấy. Đó. Nó lên nó ăn các bạn ạ. Đấy. Nó ăn đấy. Đó.
đói bụng mà tối qua giờ về mình chưa cho ăn mà. Thế nha, trong này bây giờ là mình cho cả chế phẩm sinh học, thức ăn có thừa thì nó cũng sẽ tự tiêu hủy các bạn nhé. Đấy, nó đi vệ sinh ra thì chế phẩm đó nó cũng sẽ phân hủy luôn. Đấy, đây là cái bể cá của mình, là bể cá 5.000 một con. Còn bên này các bạn này nó cũng đang ăn đấy. Đấy, nó đang ăn, nó đói lắm. Tức là tối qua giờ mình đem về mình chưa cho ăn, bây giờ nó đói lắm. Hiện nay thì mình đã tiến hành thả sóng cá vào trong hai cái chum của mình nuôi cá các bạn nhé. Đó. Rất đẹp luôn. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip lần sau. Bye bye.